Haaland, cầu thủ đầu tiên kiếm được 1 tỷ bảng Anh. Người đại diện của Haaland dự đoán với hàng loạt thương vụ tiềm năng mới ngoài hợp đồng với Man City, ngôi sao này có thể là cầu thủ đầu tiên kiếm được 1 tỷ bảng Anh. La Falapimeta, người đại diện của Erling Haaland, đã tuyên bố rằng siêu sao Man City có thể là cầu thủ đầu tiên chạm mốc 1 tỷ bảng. Năm nay chỉ mới 23 tuổi, số tiền ước tính hiện tại cầu thủ này nhận mỗi tuần tại sân Etihad là 865.000 bảng Anh. Số tiền đó được tạo ra từ tiền lương hàng tuần, cũng như những khoản tiền thưởng đáng kể mà anh ấy nhận được thông qua thành tích ghi bàn và chiến thắng tại các giải đấu. Tuy nhiên, người đại diện của Haaland cho rằng đây chỉ mới là bước khởi đầu cho khoản thu nhập tiềm năng của tiền đạo này. Pimenta tin rằng tiền đạo 23 tuổi có thể trở thành cầu thủ bóng đá đầu tiên kiếm được 1 tỷ bảng Anh thông qua bản quyền hình ảnh của bản thân mình. Tôi không nói phí chuyển nhượng sẽ đạt đến mức đó. Tôi muốn nói về toàn bộ số tiền mà anh ấy tạo ra trong suốt sự nghiệp cầu thủ của mình, Pimenta chia sẻ với The Guardian. Ngày nay, các cầu thủ có thể thi đấu đến 35 tuổi. Phải nghĩ đến những khoản họ sẽ kiếm được như tiền lương, phí chuyển nhượng, thu nhập từ phát sóng, các nhà tài trợ, tiền bán vé, sổ áo đấu. Với Haaland, con số đó có thể tăng lên đến 1 tỷ. Ngoài ra, doanh thu đến từ các trò chơi điện tử cũng là rất lớn. Pimenta nói thêm, trong vũ trụ ảo, Metaverse, có thể tôi bán hình ảnh Haaland kỹ thuật số với giá khoảng 2.000 euro, tương đương 1.741 bảng Anh cho 100 triệu người dùng ở Ấn Độ, Trung Quốc, Brazil, Mexico. Có thể một ngày nào đó ở tương lai, chúng ta sẽ đạt đến thời điểm trải nghiệm một trận bóng đá bằng kính thực tế ảo. Điều này sẽ khơi dậy những cảm xúc như chính chúng ta đang trải nghiệm một trận đấu. Theo người đại diện của Haaland, người dùng có thể sẽ thích trải nghiệm thực tế ảo, bà ấy sẽ bán trải nghiệm bóng đá. Không chỉ cho các đài truyền hình mà còn cho những người không đủ khả năng hoặc không tìm được vé đến Bernabeu hay Etihad. Người dùng có thể trải nghiệm trò chơi trên Metaverse như thể đang hiện diện ở sân. Con số 1 tỷ Pimenta nhắc đến được tính bằng hệ số nhân phi vật lý. Haaland nhận được mức lương cơ bản gần 400.000 bảng mỗi tuần, ngang bằng với các ngôi sao khác ở câu lạc bộ, nhưng tiền thưởng hiệu suất cao hơn gấp đôi. Vì vậy, mức thu nhập nhận được của tiền đạo này lên đến 865.000 bảng mỗi tuần. Tại quê nhà, Samsung ở Na Uy đã chọn tiền đạo này làm gương mặt đại diện cho điện thoại của họ vào năm 2021. Mức thỏa thuận không được công bố chi tiết nhưng có tin đồn hợp đồng trị giá 2 triệu bảng Anh. Năm ngoái, hãng đồng hồ xa xỉ của Thụy Sĩ Breitling đã bổ sung Haaland vào danh sách đại sứ của họ. Cầu thủ này nằm trong danh sách sau hạng A đại diện của hãng bên cạnh Brad Pitt, Charlize Theron và Adam Driver. Người ta cho rằng Haaland đã được trả khoảng 1 triệu bảng cho đặc quyền này. Trong nhiều năm, các ngôi sao thể thao đã sử dụng các công cụ hỗ trợ phục hồi mà Hyperis cung cấp. Sản phẩm nổi bật nhất của họ, Nomatic sử dụng tính năng nén khi tự động để tạo ra liệu pháp massage phục hồi cho người dùng. Hình dạng giống như chiếc quần kiểu Michel Lehmann, Haaland cũng như nhiều ngôi sao khác đều dùng chúng sau những ngày thi đấu. Tiền đạo này không chỉ là đại sứ mà còn có cổ phần. Hiện doanh nghiệp này đang được định giá khủng là 560 triệu bảng Anh. Cũng trong năm 2022, Haaland đã ký thỏa thuận hợp tác với Viaplay, đơn vị này hiện đang nắm giữ bản quyền Premier League tại Na Uy. Ngay lập tức họ đã sản xuất bộ phim tài liệu với tên Haaland, The Big Decision khi cầu thủ này chuyển đến Man City, những vận động viên được trả lương cao nhất thế giới năm 2023, theo danh sách công bố của Forbes vào tháng 5 năm 2023. Dù vậy, một số hợp đồng bổ sung đã được các vận động viên ký kết cho đến nay chưa được cập nhật, như Neymar đã ký hợp đồng với câu lạc bộ Ả Rập Saudi và chỉ riêng. Lương của anh ấy, không tính tài trợ, là khoảng 167 triệu USD một năm. 1. Cristiano Ronaldo, 136 triệu USD. 2. Lionel Messi, 130 triệu USD. 3. Kylian Mbappe, 120 triệu USD. 4. LeBron James, 119.5 triệu USD. 5. Canelo Alvarez, 110 triệu USD. 6. Dustin Johnson, 107 triệu USD. 7. Phil Mickelson, 106 triệu USD. 8. Stephen Curry, 100.4 triệu USD. 9. Roger Federer, 95.1 triệu USD. 10. Kevin Durant, 89.1 triệu USD. 11. Giannis Antetokounmpo, 87.6 triệu USD. 12. Nemanja Žižić, 85 triệu USD. 13. Russell Wilson, 85 triệu USD. 14. Russell Westbrook, 82.1 triệu USD. 15. Rory McIlroy, 80.8 triệu USD. 16. Tiger Woods, 75.1 triệu USD. 17. Cameron Smith, 73 triệu USD. 18. Brooks Koepka, 72 triệu USD. 19. Lyle Murray, 70.5 triệu USD. 20. Bryson DeChambeau, 69 triệu USD. 21. Lewis Hamilton, 65 triệu USD. 22. Max Verstappen, 64 triệu USD.
23, Clay Thompson, 60.9 triệu USD. 24, Patrick Mahomes, 59.3 triệu USD. 25, Damian Lillard, 58.6 triệu USD. 26, Max Scherzer, 56.7 triệu USD. 27, Jim Harden, 55.1 triệu USD. 28, Anthony Joshua, 53 triệu USD. 29, John Jam, 53 triệu USD. 30, Aaron Rodgers, 53 triệu USD. Cảm ơn các bạn đã xem hết tin. Chúc các bạn một ngày vui vẻ hạnh phúc. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.